Xin chào các bé. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếng Anh cùng với anh Peter Pan và cô nàng Tinkerbell nha. Unit 5: Why Animals. Sau đây chúng ta sẽ nghe các bạn thú ở trong rừng của mình giới thiệu về bản thân nha. Hello. I'm Tiger. Hello. I'm tiger. Hello. I'm horse. I'm horse. Hi, I'm bear. Hi, I'm bear. Hi. I'm snack. I'm snack. Hi, I'm elephant. Hi, I'm elephant. Wow, con gì con này ngộ quá ta. Con gì các bé? Hi, I'm monkey. Hi, I'm monkey. Hi, I'm bird. Hi, I'm bird. Bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Goodbye. See you later.